Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đàn Trang đây. Và xin lỗi các bạn vì cũng có từ lắc lâu, có từ khi mà mình đang lên video của mình thì chắc cỡ video cuối của mình đang lên là cỡ 3 hay 4 tháng rồi. Nên giờ ấy, mình sẽ bắt đầu quay video lại, vừa lập trình lại. Và mình sẽ hứa với các bạn là mình sẽ không có hoãn nữa đâu, khoảng vay, bởi vì đây là mùa hè và nó rất là rảnh, nên là mình có thể làm nhiều điều. Nên là giờ mình sẽ bắt đầu quay video lại. Và trước khi bắt đầu video thì các bạn nhớ nhấn like, share và subscribe kênh mình đấy, để mình có thêm nỗ lực phấn đấu để mà mình quay thêm nhiều video mới nha. Và giờ bắt đầu nè. Thì bài học hôm nay chúng ta học chỉ là vừa cách để làm hiệu ứng hình nền di chuyển, giống như là khi mà mình đi núi ấy, mà camera nó cứ chỉa vô mình ấy, mà mình đi qua thì cây ấy, mình sẽ đi cây nó, mình đi qua phải, camera qua phải thì cái cây, mấy cái cây mà bên cạnh của này nó sẽ qua bên trái, rồi mình đi ra khỏi rừng thì mình rừng ở bên trái, đúng không? Nên đấy, chúng ta sẽ lên cho cái phong nơi cứ nhắm như là rừng hoặc là núi ấy, mình mới đi ra ấy, nó sẽ lùi sang bên trái bên phải này đó, và nó sẽ biến mất luôn. Để về giờ bắt đầu thì đầu tiên chúng ta sẽ tạo phong nơi trước đây. Chúng ta bàn đầu thì chúng ta đã biết là nó sẽ có bầu trời đây, chúng ta sẽ đổ ảnh bầu trời lên nha. Chúng ta cho nó độ béo nó nhỏ lại, rồi cho nó kéo to đi, và tắt cái viên đi, và chúng ta đỡ cái ảnh đó ở giữa cùng nha. Rồi chúng ta thấy bầu trời màu xanh rồi, đúng không? Giờ chúng ta tạo thêm cái mặt trời nữa này, như thế này đây. Rồi chúng ta nhấn, nếu chúng ta muốn tạo ra một hình tròn hoàn hảo ấy, cân đối, chúng ta nhấn giữ nút shift, rồi chúng ta nhấn giữ chuột về. Còn nếu không nhấn thì nó sẽ thành mấy cái hình elip như thế này. Rồi xong rồi, chúng ta kéo nó ở góc bên phải trên cùng hay là trái bên trên cùng, nhưng mình sẽ chọn bên này. Rồi được rồi ấy. Đấy, chúng ta đã có phong nền chúa đúng không? Cảnh bầu trời. Thì cảnh bầu trời chúng ta không nói làm cho nó di chuyển được. Do nếu mà chúng ta đi xe đến cửa đâu ấy thì mặt trời và bầu trời nó vẫn luôn luôn ở đó, thì chúng ta không làm. Giờ chúng ta mới tới cái phần quan trọng, đó chính là phần tạo ảnh nền. Đầu tiên chúng ta nhấn vào đây, chọn một nhân vật đúng không? Chúng ta nhấn vào nút vĩ để nó sẽ tạo ra một cái đối tượng mới, đối tượng không, và chúng ta sẽ đặt tên cho nhân vật đối tượng đó chính là hình là ảnh nền. Đây ảnh nền. Rồi chúng ta sẽ nhấn vào trang phục đó, chúng ta tạo ra cái ảnh nền đó. Giờ chúng ta đang được tạo ra núi đúng không, thì chúng ta sẽ chọn cái màu cỡ màu xanh. Rồi chúng ta kéo dây khỏi bằng ship nha, vào trên nhấn nữa đây, rồi chân ấy chúng ta sẽ cho nó chỉnh cái độ dây, nó sẽ cho nó tới chỗ viên. Rồi đấy, chúng ta kéo cho nó kéo xuống dưới đấy, kéo xuống dưới cửa dây cho nó chung với cái viên nha. Rồi chúng ta nhấn vào cái nút đỏ màu vàng nha. Chúng ta thấy cái mấy cái viên màu xanh đây không, ở trên cung à, chúng ta nhấn cái viên màu xanh đó, nó sẽ tạo ra một cái độ cong mới. Rồi kéo cái nút tròn nó ra là nó sẽ tạo ra cái cong à. Đấy, thấy nó cong không? Rồi chúng ta sẽ nhấn nghe, nó tạo thêm một cái nút tròn mới, và chúng ta làm cho nó xuống. Rồi chúng ta cứ làm như vậy cho đến khi nó đến cuối cùng, nó đến cuối rồi chúng ta thử làm. Đấy. Rồi đấy, kiểu vậy. Rồi đỡ mình kéo lên đây, mình đỡ xuống dưới lại cho nó cân đối.
Và chúng ta sẽ đặt cái tọa độ x và y nó quay trở lại vào số 0. Đấy, hay nó được rồi, đúng không? À, rồi. Giờ ấy, ảnh nên vậy đúng không? Chúng ta giờ muốn nó di chuyển khi mà cũng như nó di chuyển ấy, nó đi được một đoạn đúng rồi, thì nó khi nó chỉ di chuyển qua điều thế này. Đấy. Nên giờ chúng ta đừng muốn cho nó thì đi nó núi nó bị lùi sang trái, nó đi về trái thì núi nó lùi sang phải. Như vậy đấy, cho nó chân thật. Rồi. Giờ chúng ta ấy chỉ nhấn vào nút sự kiện à. Chúng ta chim cái lệnh khi bấm vào lấy cơ màu xanh. Rồi chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ tạo ra một cái biến mới, số biến của tôi bởi vì nó có tác dụng gì. Chúng ta tạo ra một cái biến mới là x, là chính x của cái ảnh nền này. Và nhấn nút kỳ nhân vật này, nhấn OK. Tại sao chúng ta thêm này? Là bởi vì khi nó di chuyển thì nó sẽ lùi về sang trái đúng không? Nhưng khi nó di tới dây thì nó sẽ đỡ lại một cái khoảng trống rất lớn. Thấy không? Khoảng trống đây à. Đây. Nên nó thở đắp lại được nên chúng ta cần phải có bảng xe của nó. Nên chúng ta phải đỡ chỉ mức thôi. Đỡ cho thêm, để cho kim tèo cái biến riêng cho mỗi cái thở bảng sao và cái góc. Và chúng ta tạo thêm một biến nữa ra, chính là biến camera, là cái tọa độ x và cùng mèo nó để đi xe được bao lâu ấy. Và chúng ta cho tất cả nhân vật là nhấn OK. Rồi đầu tiên chúng ta thêm đặt x thành 0, rồi chúng ta sẽ thêm tạo bảng xe của bản thân tôi để tạo thêm cái ảnh nó hình đỡ lên, đắp lại cái chỗ trống đây à. Và chúng ta muốn xe cho hai cái ảnh nó này cái góc với cái mạng xe không bị dính lại với nhau, thành là chúng ta nhìn ra một cái ảnh nó này thì chúng ta thay đổi ít bục lượng 480 cũng như là chiều dài của trẻ cái màn hình sân khấu này. Và chúng ta xong, chúng ta nhấn phép tin bắt đầu chạy hình nền. Nền là cái ảnh nền đấy. Mỗi khi chúng ta nhận được bắt đầu chạy hình nền thì chúng ta cho nó lặp lại mãi. Đặt tọa độ x bằng tọa độ x của chính cái bảng xe này, là cái bảng góc đó, trừ cho cái camera. Và chúng ta chạy. Nếu chúng ta muốn thử được ấy thì chúng ta ra nhấn nút camera. Được, mình chỉnh camera này. Rồi, mình chỉnh camera ít rồi. Giờ mình nhấn chuột phải đây. Mình có cái nút thanh trượt, mình nhấn nha. Và mình thay đổi phạm vi thanh trượt là 2000 thôi. Nếu mình cho thử dịch đây. Và chúng ta thấy không ấy, nó để dịch được không ạ? Chúng ta kéo chút xíu là nó để tới. Rồi nha. Rồi, đây. Đấy, chúng ta kéo, chúng ta thấy cái nó di chuyển không? Thấy nó đẹp không? Nó kiểu giống như nó chân thật đấy. Nhưng có một điều là khi mà đi tới một độ xe nhất định thì nó độ xe quá thì nó sẽ tạo ra một con trống mới. Nên chúng ta cần phải cho cái ảnh, chúng ta không cần phải tạo nhiều bảng xe, hàng tỷ bảng xe chỉ cho mở. Chúng ta chỉ cần đặt lấy hai cái bảng xe với bảng hai cái bảng xe đó ấy. Chúng ta cho nó khi mà nó đi tới đường biên ấy thì nó sẽ quay trở lại ở cái đường biên bên phải, giống như khi nó đi tới đường biên bên trái của mình nó sẽ biến mất và nó quay lại biên bên phải như vậy. Và trước khi làm thì chúng ta sẽ thấy có hai cái chỗ hai cái biên gặp nhau đây, thấy nó bị kiểu xe sao không? Chúng ta sẽ quay lại và chúng ta chỉnh. Chúng ta nhấn cái phần này nha. Đấy. Được, coi thử nha. Rồi, được rồi đấy. Rồi, được rồi, được rồi. Rồi, chúng ta quay lại. Bây giờ chúng ta muốn dây thì chúng ta chỉ cần sự trợ giúp của cô mẹ này. Chúng ta nhấn là sự kiện.
và theo quy luật khi bóng này lấy cái màu xanh. Và chúng ta sẽ cho nó lặp lại mãi nói cái chỉ số à, lặp lại mãi nói cái gì đây à. Đây chúng ta biết cái chia lấy dư không, giống như 10 chia 2 dư 0, 10 chia 3 dư 1, 10 chia 4 dư 2 ấy, 10 chia 6 dư 4 ấy. Đấy, dư ấy, nó chỉ lấy dư không. Chúng ta ghi kẻ 10x chia cho 480 cũng như là độ chiều dài của kẻ cái song men hình sân khấu này. Đấy, chúng ta cho nó chạy, chúng ta di chuyển này. Thấy nó dâng lên từ 0 lại ở giữa tâm cho nó lên đến cuối cùng. Xong rồi, khi nó lên 480 thì nó sẽ quay lại số 0 mà nó chỉ chạy tiếp đến 480 tiếp nó sẽ quay lại số 0. Đấy, nên là nó chỉ là một cái thuật toán lắp một cái lần toán rất là hay. Rồi chúng ta có thể cho cái hình nền khi nó ở bên đi đến bên phải cung thì nó sẽ quay lại xem mặt trái. Chúng ta lấy cái này, chúng ta đỡ vào đây. Vậy do nó có hai cái bảng sale của cái ảnh nữa này, chúng ta cho nó chia lấy dư 480. 480 chia nhân cho 2. Đấy. Rồi, đợi nha. Chúng ta sẽ tạo ra một cái biến mới đó, chính là screen x. Screen x. Rồi chúng ta đợi ở đây. Chúng ta đặt screen x là x chưa cho camera x trong ấy, nó đỡ đây à. Nó đỡ screen x chưa lấy vô cho 480 nhân 2. Rồi chúng ta sẽ chạy. Ôi dồi, chết rồi, nó bị lỗi à. Đấy, nó chạy lên dây xong nó quay lại. Ui, thấy nó bị lỗi thì rồi đúng không? Đấy, chúng ta thấy nó lên ấy mà nó không có đi đến cái phần à. Cái phần ở đâu ta, ở bên trái à, nhớ là phần âm ấy. Nó đấy, chúng ta chỉ lấy nó chưa cho 480. Rồi, chúng ta sẽ chạy. Đấy, chúng ta thấy nó đã chạy xong. Dù là nó lên 480 và nó quay, nó tăng lên tiếp, nó vẫn không có mất. Nó chi hết mấy cái khoảng trống ở bên trái là phải. Rồi, nên chúng ta để lên sang cái phần này. Đấy, rất là hay đúng không? Và còn một cái nữa, khi nó đi xuống có lúc nó cũng bị vậy. Có lúc ấy có vài cái lỗi thường sẽ xảy ra là hai cái phần cạnh ở bên trái cùng và phải cùng. Có lúc nó sẽ hiện ra, nên chúng ta sẽ xét ra đây. Chúng ta sẽ lấy chọn cái bút vị đây à. Chúng ta đặt độ đây là 1 không. Và chúng ta sẽ nhấn chuột ở dưới cành viên này, nhấn một cái. Xong rồi ở dưới đây cũng nhấn một cái. Rồi, đấy, có vậy thôi. Nhấn hai cái vào chuột đó là xong. Bộ chỉ đợi ra biết xong. Đấy, xong rồi đấy. Giờ này chúng ta thấy nó chạy nhanh quá thì chúng ta có một cách. Đây, rồi nha. Cái này chỉ là thay đổi cái chỉ lớn nhất để cho nó mượt hơn. Đấy, nó nhanh quá đúng không? Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái biến mới, đó chính là Độ trượt nhanh. Là độ trượt của cái ảnh nó này, nó nhanh ấy. Thì chúng ta đây là độ trượt nhanh. Chúng ta chỉ đặt độ trượt nhanh của cái ảnh nó là bao nhiêu ta. Chúng ta có thể chỉ đặt là 0.25. Chừng chúng ta lấy đây à, chúng ta lấy nó nhân lên. Đây camera x nhân cho không phải 0.25 nha, là độ trượt nhanh. Và khi chúng ta chạy, chúng ta kéo à, chúng ta thấy nó chậm không? Chúng ta kéo đến cuối cùng mà nó mới tới được chút xíu à. Giờ nếu chúng ta đặt về 1 thì chúng ta biết rồi, nó sẽ nhanh đến cửa nào. Nó chắc này nó để qua 20 mấy cái à. Còn chúng ta làm 0.5, chúng ta thấy không? Nó để chậm lại. Chúng ta thấy nó chậm lại, nó đi qua cả 10 cái à. Và khi đặt 1 là đi qua hơn 20 cái. Và đặt 0.25 là đi qua có một cái là hết đến cuối đây à. Nên đây là độ trượt nhanh đấy mà mình đang nhắc tới cho các bạn. Giờ
chúng ta sẽ tới, chúng ta sẽ copy ở đây nhân bản ha. Vì các bạn muốn có một cái ảnh lên khác, chúng ta đợi đây, chúng ta xóa cái này đi, chúng ta tạo ra cái mới, chúng ta đợi cái đất đi, đất xem cho nó đẹp đẹp ấy. Rồi, giờ chúng ta muốn cho nó đi đến lớp trường cùng ấy, chúng ta nhắn đây cho nó lên trường cùng. Rồi đấy, chúng ta cho xong rồi cho nó đi lưu một phía ơi, cho nó chi của mèo. Rồi đấy, rồi đấy, nó đẹp rồi đấy. Chúng ta làm cho cái đây nhỏ lại chút ok. Đồ mình à, ôi đây, rồi từ đây nữa, đồ mình copy cái này, rồi đấy, rồi giờ chúng ta xì lem giống như cái tương tự lúc ban đầu ấy. Rồi thì chúng ta tạo đồ chữ mới đây, chúng ta tạo à, chúng ta ghi là đồ chữ ảnh hơn đấy, chúng ta nhắn for this file only, cho nếu không thì ấy cái đồ chữ nhanh ấy của ảnh hơn đây nó sẽ nhanh hơn rồi, cho nó ở gần, còn cái đây là nó ở núi, nó ở xe, nó phải chữ chồng lại. Vậy nếu mà dùng hai cái cùng một lúc thì nó sẽ bị hư, bị lỗi, nó hai nó sẽ chụp như nhau. Vậy là dành cho tất cả mọi biến đối tượng, và chúng ta phải đợi cho nó là for this try only. Thế là ghi lên độ chụp ảnh lên tiếp, tạo tiếp for this try only. Vậy hai cái để có cái biến, hai cái biến riêng đó chính là độ chụp ảnh lên. Chúng ta chỉ làm lại tương tự như lúc nãy, 0,5 đây, nhân cho đồ chụp, đồ chụp ảnh lên. Rồi đồ chụp ảnh lên đây, cho nó nhân đồ chụp ảnh lên. Rồi cho nó chạy lại. Thấy nó cũng bên nhau, nhưng mà chúng ta chỉnh cái đây lại à, là một. Đây chúng ta sẽ thấy cái khác đúng không? Đây chúng ta đăng lên nè. Đây nó thấy thấy cái cây không? Nó lại gần chỗ đỉnh núi ấy. Thì do cái đây à. Chúng ta chỉnh đây lại 0.25 thử nha. Coi thử nó sao. Đấy chúng ta chạy, thấy không? Cái núi này nó chậm lại rồi ấy. Mà cái phân mà đất mà chúng ta đang đi nó nhanh hơn. Đấy là mới đúng thì đấy, vậy chúng ta là xong cái phần ảnh lên rồi, thấy nó đẹp không? Đấy, cái này có thể được dùng cho mấy cái kiểu cuộc chuyến đi những chuyến phiêu lưu rồi. Rồi rồi giờ chúng ta sẽ lấy cho con mèo ấy nó tự di chuyển luôn. Chúng ta đặt camera ít là không đi. Rồi chúng ta cho con mèo nó đứng vào tọa độ này, tọa độ này ta cho nó đứng ở đúng chỗ nha, 80. Rồi ok, nó sẽ lặp lại mãi là gì, là thay đổi tọa, thay đổi camera x lên 1, nhưng mà đó là led đất sĩ á. Next custom, đợi chúng ta đợi nó riêng ấy, cho nó sẽ cần phải có cái lệnh đợi ấy, cho không thì nó sẽ di chuyển chạy như splash. Nó thiệt ấy. Ôi nó hơi chậm ấy. Tại mình đợi mưa nha. Đấy chúng ta thấy nó chạy chưa? Chúng ta đợi nó trên 4 à. Rồi hay, hay lắm. Đấy chúng ta thấy chưa? Nó lại chạy được rồi ấy.
Đấy là chạy tiếp rồi. Đấy là bọn con chạy ấy. Đấy chúng... Hay ra tuyệt vời không nè. Chúng ta để làm được phần này. Quá hay. Giờ ấy, chúng ta sẽ tới cái phần tọa độ Y. Thì các bạn luôn thắc mắc tọa độ Y đâu ra đúng không? Thì giờ chúng ta sẽ lấy tọa độ Y nha. Rồi đấy, chúng ta cho nó. Thì chúng ta giống như biến, chúng ta để biến mới đây chính là camera Y. Đấy, chúng ta bắt đầu chúng ta sẽ đặt camera Y không đi. Rồi ảnh nó này, còn cái ảnh nó này thì chúng ta sẽ đặt camera. Chúng ta sẽ đặt kia, chúng ta không cần biến gì hết, chúng ta chỉ cần đặt tọa độ Y cái lệnh trong cái phần một thiên lệnh nhóm lệnh di chuyển đặt Y ra. Đầu bên bật đi cho nó dễ hiểu nha. Đấy đây rồi, đỡ mình tạo lại cái camera. Rồi chúng ta đỡ mình đặt lại nha. Chúng ta đặt là đặt tọa độ Y là camera Y đây không trừ cho camera Y. Rồi đúng chưa ta? Rồi đúng không ạ? Rồi chỗ này cũng vậy, đặt Y là đây, đặt Y là không trừ cho Y, không trừ cho Y ấy cũng có thể là tọa độ Y của chính nó. Rồi các bạn muốn các bạn đợi vô nha. Rồi chúng ta muốn cho nó được hơn ấy thì ở gần về ở xe ấy, chúng ta đỡ nhân cho được chịu ảnh lên cái kiểu như vậy, nhân cho được chịu ảnh lên luôn. Rồi đợi chúng ta chạy thử nha. Cái này sẽ nó không chạy ha. Oh no. Oh no, oh no, chắc là đồng minh à. Đây hôm nay bị sao nữa. Đặt ít là ít screen. À, mình đặt đồ chịu ảnh nó là không, đặt 1 chứ. Chúng ta đặt cho nó 1 nha. Đâu ha. Đây, đặt 1. Đấy, ok. Giờ chúng ta đặt camera ơi, slide rồi, chúng ta cho nó keo rồi. Đấy, nó keo rồi đúng không? Giống như là trong Mario ấy, nó nhảy nó đấy là nó sẽ keo rồi. Nó keo trong thật không nữa. Nhưng có một cái không được ấy, cũng như nó bay lên luôn. Giống như nó nhảy lên, sau nó xuống. Nhưng mà như các bạn không muốn vậy ấy, thì các bạn có thể làm như thế này. Chúng ta trong mèo ấy, nó đặt tọa độ Y là đây camera trừ Y luôn. Oh no, cái đây bên đâu là tọa độ đầu tiên là âm 100 trừ Y đây. Đấy các bạn thấy không, con mèo nó cũng bị lợt theo ấy. Đấy quá được, nó khá ok. Rồi chúng ta chạy cái này thử nha. Ô con mèo với cái này bị di chuyển theo là muốn không nó bị ấy thì chúng ta nhấn vô đây, chúng ta làm cái điều tương tự. Chúng ta chọn cái màu gì đó đây là tương tự, qua chọn là không, chọn là 1. Rồi chúng ta lên trên cùng ấy, chúng ta đỡ thêm một vài cái thứ đây. Đây một vài thứ nhỏ nhỏ như thế này. Đấy, nhấn chuột vô đây, nhấn chuột vô hai bên cạnh trên cùng này. Cái đây cũng vậy nha, ảnh nó nè. Nếu mà nó keo quá với con mèo luôn, nhìn thì nấy nó cũng hơi vô dụng. Đây ô cũng ô rồi rồi đấy,
Đấy đẹp rồi. Rồi thì đấy, chúng ta đã xong chia, chúng ta đã làm xong hết mấy cái phần này rồi. Thì đấy, chúng ta có thể cắt cái đây và cho nó chạy hẹp, cho nó nhảy. Và đây là kết quả của cái chương trình. Thì nếu các bạn thấy thích đấy thì các bạn nhớ like, share, subscribe kênh mình, và nhấn nút chuông thông báo để mình được nhận nhiều video tiếp của mình nha. Và giờ video này cũng kết thúc rồi. Và hôm nay chúng ta để làm được cho anh cho cái hiệu ứng hình nền chuyển động chân thật này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp các bạn lại trong video tiếp theo. Bye bye.